Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao 100 chỉ tiêu. Trong xu hướng chung, điểm chuẩn của trường năm nay cũng cao hơn năm ngoái. Dễ nhận thấy đề thi dễ, điểm thi cao là nguyên nhân đầu tiên. Điểm chuẩn năm 2020 của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là phía về nam 27,11 điểm, về nữ là 28,39 điểm. Nếu so với điểm tuyển sinh năm 2019 thì điểm tuyển sinh của năm nay sẽ tăng từ 2 điểm cho đến 2,5 điểm. Công nghệ thông tin, logistics, khoa học máy tính, báo chí, truyền thông. Rõ ràng điểm chuẩn tăng lên đột biến chỉ ở một số ngành thu hút sự quan tâm của thí sinh. Đối với khối ngành sư phạm thì tương đối ổn định, chỉ tăng khoảng từ 1 đến 2 điểm. Nhưng những ngành kỹ thuật công nghệ thì tăng rất cao. Cái điều đấy phản ánh cái xu thế của thời đại đối với cách mạng công nghiệp 4.0 và cũng phản ánh cái nhu cầu của công an việc làm. Cá biệt thí sinh phải đạt điểm tuyệt đối 3 môn mới có thể đỗ ngành Hàn Quốc học tại Trường Khoa học và Xã hội Nhân văn Hà Nội. Sở dĩ đưa ra điểm chuẩn choáng váng này là do chỉ tiêu ngành học chỉ tuyển khoảng 50 mà trường đã tuyển thẳng tầm khoảng 20 học sinh. Thì các trường cũng đã phân bổ những cái phương thức cho những phương thức xét tuyển khác nhau. Nếu như thí sinh đã trúng tuyển nhiều bằng những cái phương thức khác không sử dụng đến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cái phần chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức này là còn rất ít. Mùa thi này vì thế sẽ không hiếm những thí sinh thuộc top điểm cao vẫn trượt đại học. Theo các chuyên gia, hiện tượng này xuất phát từ tâm lý an tâm ảo của thí sinh khi điểm thi tốt nghiệp cao. Việc điều chỉnh đề thi trong mùa thi tới là đề xuất của nhiều trường đại học. Khi mà đề phân hóa thì các em sẽ có nhận được cái kết quả thi thực với chính kết quả của, với cái năng lực thực sự của mình, để giúp các em có thể lựa chọn ngành nghề nó phù hợp với năng lực thực tế của mình hơn, đảm bảo cho các em trúng tuyển ngay từ những cái lần xét tuyển đầu tiên. Khuyến khích trường top trên tuyển bổ sung hiện là giải pháp trao thêm cơ hội cho thí sinh điểm cao. Theo quy định hiện hành, các trường được xét tuyển nhiều đợt trong năm. Các trường thuộc top đầu nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì nên tuyển bổ sung các đợt sau, tạo điều kiện cho thí sinh có điểm thi trung học phổ thông tốt nhưng chưa đỗ theo kết quả xét tuyển đợt 1. Bắt đầu từ hôm nay, thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đã trúng tuyển. Thí sinh sẽ xác nhận nhập học bằng cách nộp trực tiếp hoặc là qua đường bưu điện bản chính của giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thời hạn là đến trước 17 giờ ngày 10 tháng 10 theo dấu của bưu điện. Sau thời gian này, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, các trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung từ ngày 15 tháng 10 tới.